Video này mình sẽ cài đặt cái phần mềm mà giới hạn cuộc gọi ở trên cái điện thoại Nokia cổ cụ thể là Nokia C5 và các bạn có thể xem video này các bạn áp dụng cho những chiếc điện thoại Nokia cổ khác chạy Symbian S60 ha. À, rồi thì à, cái tính năng này là tính năng đặc trưng của những cái dòng Nokia trắng đen ngày xưa ha S30 rồi á, chúng ta đăng ký một cái gói cước á các bạn giới hạn cái cuộc gọi thì chúng ta sẽ không có bị tốn nhiều chi phí ha thì bây giờ các bạn có thể tận dụng nó trong nhiều cái mục đích khác nhau ha rồi bây giờ thì để cài đặt được cái phần mềm này thì link phần mềm mình sẽ để dưới phần mô tả nha và các bạn tải về smartphone xong rồi các bạn gửi bluetooth qua cho cái chiếc điện thoại Nokia cổ sau đó các bạn sẽ bấm vào cài đặt thì trước tiên để cài đặt cái phần mềm này thì các bạn phải hack phone các bạn có thể xem lại cái video mà hướng dẫn hát phone trực tiếp của mình ha, à, thì các bạn hát phone xong rồi các bạn vào trong đây, các bạn à, chết xanh lá hai cái phần này, rồi sau đó các bạn quay trở lại à, cái phần à, tin nhắn để các bạn chúng ta cài đặt cái ứng dụng này, rồi bấm cài đặt ha. Đây, à, phần mềm này đã được diệt quá luôn rồi các bạn, cho nên là chúng ta rất là tiện lợi trong cái việc sử dụng nha. Rồi, rồi sau khi cài đặt xong á thì à, các bạn sẽ vào menu ứng dụng rồi vào cái phần lắp đặn thì cái phần mềm đây rồi phần mềm này thì nó ở cái dạng dùng thử 15 ngày nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà để chúng ta dùng vĩnh viễn luôn các bạn tùy chọn lên sao bấm vào mục đăng ký nè rồi tên người dùng rồi, cứ một các bạn nhập vào 1 2 3 4 5 rồi ở dưới mật mã các bạn nhập 1 2 3 4 5 ok OK nó hiện OK là bây giờ chúng ta đã dùng vĩnh à, viễn rồi đó các bạn không có còn mà cái phiên bản mà dùng thử nữa. Bây giờ giới hạn cuộc gọi đi, à, cuộc gọi đến thì ít ai giới hạn lắm. Giới hạn cuộc gọi đi thì à, bây giờ à, thử mình sẽ giới hạn nó 10 giây đi ha. nó chạy nền ha, cho nên nó hiện cái biểu tượng chạy nền ở đây. Rồi bây giờ, bây à... giờ trả lời luôn nè. Alo 1 2 3 4 mình vừa cài đặt 10 giây để tự động ngắt cuộc gọi đi ở trên chiếc Nokia C5 rồi ha. Bây giờ dây thứ 6, dây thứ 7, dây thứ 8, dây thứ 9, dây thứ 10 rồi tự động ngắt cuộc gọi luôn. Rất là tuyệt vời ha. Hy vọng là video này sẽ hữu ích đối với các bạn ha. Trên đây là những chủ đề khác các bạn có thể quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.